Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình review cho mấy anh em một cái server game tool của con là Lãng Tử Kiếm, hay còn gọi là Kiếm Hiệp Tình nha anh em. Thì con này là một cái server Việt mở theo dạng là game nha anh em. Thì con này nó được chìa khóa hoàn toàn nha, thì anh em chơi thì có thể lấy gì chơi nha anh em. Rồi thì con này là anh em vẫn có tool free cho mấy anh em chơi, còn anh em là muốn chơi full đó thì donate nha. Anh em donate tiếp tại cái trang tool luôn nha anh em. Thì ở đây mình sẽ review cho mấy anh em là chơi free thôi, còn anh em là muốn chơi thêm, muốn chơi full đó thì có thể theo cái trang này mà chơi cái full tool full nha anh em. Thì ở đây mình chỉ review cho mấy anh em chơi free thôi. Rồi thì con này là sẽ tool theo cái UID nha anh em. Thì mình sẽ lấy cái UID của con này ha. Thì cái UID thì một là avatar nhân vật, hai là phần cài đặt nha anh em. Thì đây, đây là phần avatar nhân vật nè. Anh em thấy cái UID của mình là 100080 ha. Thì mình sẽ nhập cái UID này nha anh em. Thì anh em thấy ở đây là mình chưa tài nguyên, mình chưa có gì hết nha anh em. Đây, Kim Ngân Bảo chưa có ha, chưa có gì hết ha. Thì mình sẽ nhập cái UID này vào nha. 100080. Đấy. Server 1 nha anh em, chỉ có một server thôi. Thì cái này free tool free cho mấy anh em cũng cũng nhiều nha anh em, thì anh em có thể tham khảo thêm nha anh em. Thì mình sẽ tool nguyên bảo nè, thì cái giới hạn của nó là bao nhiêu mình chưa biết nha, mình sẽ test cùng anh em luôn. Mình sẽ tool thử là 6 con nha anh em, 6 con số ha. Nhập cấp tra là 25 nè, rồi gửi nha anh em. Đây, gửi thành công ha. Thì mình sẽ xem thư nha anh em, có thư nè. Đây đây, 99 dạng ha, để rất chi là ok nha anh em. Rồi thì con này thì có cái tool free như vậy nha anh em. Ở đây anh em thấy có ba cái G ha, một cái là nạp phi nè, hai cái là tool phi nè. Thì trong cái tool phi nó có kim bảo nè, kim bảo phá nè ha, thiên mệnh linh thạch, kim tệ rồi nè, nói chung cũng nhiều nha anh em. Thì anh em nào muốn chơi free thì có thể chơi free, còn anh em nào muốn chơi thêm tool full thì có thể mua nha anh em. Đấy, thì cái con này anh em mua là trực tiếp tại đây luôn nha, thì anh em có thể liên hệ ở đây để anh em mua nha anh em. Rồi con này là server Việt đấy, đã được vượt quá rất là ngon luôn, chạy rất là mượt mà luôn anh em. Thì anh em chơi thì anh em lấy link về chơi nha. Thì toàn bộ link mà để trong phần mô tả nha anh em, anh em vào mà lấy với mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.